Xin chào các anh em, ngày hôm nay mình sẽ làm clip so sánh cho anh em giữa hai con tông, đó là con One Senior và con Magic Clip. Thì cả hai con này đều là thuộc dòng Colet, đến từ thương hiệu One, hàng chính hãng USA ha. Đây là hai con, mình sẽ so sánh cho các anh em biết ưu nhược điểm của mỗi con ha. Thì thiết kế thì ngoại hình khá là tương đồng nhau, và con Senior này thì có thiết kế rãnh để ngón tay, rất là tiện cho khi thao tác ha. Cái rãnh này đặt ngay nút luôn, rất là tiện. Và đặc điểm là cả hai con nhìn là khá giống nhau. Đây mình sẽ để sát này cho anh em xem ha. Và điểm khác biệt ở đây thì con One Magic Clip thì trang bị cho mình là bộ lưỡi kép, để chỉnh cho anh em thấy rõ ha. Và con One Senior thì trang bị cho mình là bộ lưỡi đơn, nhưng cả hai đều là thép hợp kim cao cấp, không có bị rỉ sét theo thời gian ha. Và điểm khác biệt tiếp theo đó là phần nắp dưới, nắp đỡ dưới ha. Thì con One Magic Clip sử dụng là chất liệu nhựa cao cấp và sợi màu đen, còn con One Senior thì sử dụng bằng chất liệu aluminum, là chất liệu kim loại cao cấp ha, cho màu sáng bóng tuyệt đối ha. Đó, và các anh em thấy thì ở đây One đều có khắc các thông số kỹ thuật của sản phẩm lên trên bề mặt của phần dưới. Và con One Senior thì có chứng chỉ. Và điểm tương đồng tiếp theo đó là cả hai đều trang bị chuỗi sạc ở phía dưới, và độ dài của dây sạc là tầm khoảng 2.4 m. Rồi mình nói tiếp cho các anh em biết thêm là về phần động cơ, thì con One Magic Clip thì tốc độ quay của nó là rơi vào khoảng 5.000 năm. Đó, mình sẽ cho anh em nghe tiếng động cơ lần lượt mỗi con ha. Đó, đây là con One Magic Clip, như tốc độ lưỡi anh em thấy ha. Và còn đây là One Senior thì tốc độ quay của nó là rơi vào khoảng 6.600 đến 6.700. Đó, thì anh em sẽ thấy được là cái tốc độ quay của nó sẽ mạnh mẽ hơn. Đó, mình mở hai con cùng lúc ha. Và con One Senior có trang bị One họ cải tiến ở Senior, đó là giảm ồn, nhưng mà động cơ thì rất là mạnh. Đó, mình mở hai con cùng một lúc và anh em có thể nghe và cảm nhận được ha. Mình mở lại mỗi con ha. Đây, One Magic Clip, và tiếp theo là Senior. Đó, khả năng chống ồn và động cơ của Senior thì anh em thấy đây, bộ lưỡi đá nè, với các tần số dao động của động cơ khác nhau thì Senior cho phép hoạt động mạnh hơn ha. Rồi, và mình nói luôn cho các anh em biết thì thời gian sử dụng pin của Senior là 70 phút, còn One Magic Clip anh em có thể sử dụng liên tục là 90 phút. Đó là các điểm khác biệt ha. Và vì con Senior này mặt dưới của nó được làm bằng chất liệu aluminum, là kim loại cao cấp, không có bị rỉ sét ha, cho nên nó nặng hơn con One Magic Clip, cầm cảm giác sẽ nặng tay và chắc. Còn Magic Clip thì cầm nhẹ tay hơn, và cũng thiết kế cũng vừa vặn với tay ha. Đó,
và phụ kiện đi kèm, sẽ để xuống, và phụ kiện đi kèm thì tương đồng với nhau, đều có củ sạc và cây lược qua. Riêng về bộ cử thì Magic Clip được tặng kèm tổng cộng là 8 cử, ở phía dưới còn có thêm 6 cử nữa. Còn Senior chỉ có tặng kèm 6 cử. Và mình nói cho các bạn biết thêm là dòng Senior là dòng cao cấp và là phiên bản đặc biệt của One. Họ sản xuất ra số lượng rất ít. Đây là phiên bản limited dành cho những anh em mà đam mê với nghề, thực sự yêu thích những con mà phiên bản hiếm. Nhưng khả năng hoạt động cũng rất là mạnh mẽ, chứ không phải là anh em mua hàng hiếm về anh em trưng bày không có xài gì được ha. Thì con này là các anh em yên tâm sử dụng, hàng bao chất và bao đẹp. Bên mình về được vài con nên hôm nay mình làm clip để mà so sánh cho các anh em có những nhận định mà về những con quan hàng limited ha. Rồi, các anh em nào mà yêu thích và muốn đến trực tiếp trải nghiệm một trong hai con này thì có thể đến trực tiếp ba chuỗi cửa hàng bên mình ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Tân Bình số 719 Lạc Long Quân, ở quận 3 số 62 Nguyễn Quốc Nguyên, và Thủ Đức số 1028 Cà Vạn Cân, phường Linh Chiểu. Còn các anh em nào mà muốn bên mình ship hàng tận nơi thì có thể liên hệ đặt hàng thông qua số hotline 0906 686 151. Rồi, các anh em nào mà có gợi ý mà muốn mình làm clip so sánh những sản phẩm nào nữa, hay là quay đánh giá cho anh em những sản phẩm nào, thì anh em có thể comment phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.